Đối với đại đa số người, cá sấu là con vật hung hãn và đáng sợ. Thế nhưng, đối với một số người, cá sấu chính là báu vật của họ. Lý do vì sao ư? Những con cá sấu có vẻ ngoài gai góc này đã mang lại lợi nhuận lên tới hàng chục đô la cho các chủ trang trại nuôi cá sấu tại Trung Quốc. Vậy, làm thế nào mà họ sản xuất số lượng thịt cá sấu lớn như vậy? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Nông dân Trung Quốc kiếm 10 triệu USD mỗi năm từ thịt cá sấu. Cá sấu đã được biết đến ở Trung Quốc từ hơn 3.000 năm trước. Trong những tài liệu y học cổ đã cho rằng thịt cá sấu bổ dưỡng, nó chữa lành các vấn đề về hô hấp, các vấn đề về tiêu hóa. Người Trung Quốc cổ đại đã có sự hiểu biết toàn diện về tác dụng chữa bệnh của cá sấu đối với bệnh hen suyễn, thấp khớp, suy nhược cơ thể, các vấn đề về tim và khối u. Đến ngày nay, thịt cá sấu là một trong những nguồn cung cấp protein bổ dưỡng cho con người và được sử dụng ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Các trang trại nuôi cá sấu được mở rộng tại nhiều khu vực, điển hình ở những vùng nông thôn, mang lại thu nhập và ổn định kinh tế cho người nông dân. Việc nhân giống, phát triển số lượng cá sấu cũng là vấn đề cần được chú trọng. Theo thống kê, tổng số lượng cá sấu nuôi trên thế giới đã lên tới 2 triệu con, phân bổ chủ yếu ở Đông Nam Á, do khí hậu thích hợp hơn cho sự phát triển và sinh sản của cá sấu. Hiện nay, cơn sốt nuôi cá sấu đang gia tăng ở các tỉnh Quảng Đông, Thượng Hải, Quảng Tây, Hồ Bắc của Trung Quốc. Một số nơi khác đã nhập những loại cá sấu chất lượng từ nước ngoài về để nhân giống. Cá sấu con sau khi được nở sẽ nuôi trong một khu vực riêng biệt, đến độ tuổi nhất định sẽ được thả trong chuồng nuôi tập trung, bởi cá sấu trưởng thành thường có xu hướng ăn thịt cá sấu con. Môi trường nuôi cá sấu cần đảm bảo chất lượng nước sạch sẽ, thức ăn tươi không được hư hỏng. Môi trường sống được chú trọng sẽ giúp cá sấu tăng trưởng mạnh mẽ. Tùy vào quy mô của từng trang trại mà có những thiết kế chuồng nuôi cá sấu khác nhau, có thể xây dựng một chuồng nuôi rộng 300-500m², gồm ao và khu vực sân để cá sấu tắm nắng và ăn thức ăn. Mật độ thả cá sấu không nên quá cao vì chúng dễ dàng tấn công lẫn nhau, sẽ khiến năng suất chăn nuôi suy giảm. Thức ăn cho cá sấu cũng rất đơn giản với chi phí thấp, chủ yếu là gà nuôi công nghiệp. Ngoài ra, có thể bổ sung thịt ếch hay một số loại cá tạp để bổ sung chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Tại trang trại, số lượng cá sấu càng nhiều sẽ tiêu thụ thức ăn càng lớn. 500 con cá sấu trưởng thành có thể tiêu thụ khoảng 6.000 pounds thức ăn mỗi ngày. Cần cho cá sấu ăn hàng ngày, không để chúng bị đói vì cá sấu thường có xu hướng tấn công đồng loại khi đói bụng.
Hiện nay, có hàng trăm nghìn con cá sấu được nuôi trên khắp các trang trại ở Trung Quốc với mục đích thu hoạch thịt và da. Vì có thời gian nuôi dưỡng dài nên các trang trại chủ yếu thuộc quy mô gia đình. Cá sấu được nuôi để lấy thịt sau 2-3 năm và từ 5-7 năm đối với mục đích thu hoạch da. Những năm gần đây, các món ngon chế biến từ thịt cá sấu cũng trở nên phong phú hơn. Chúng được coi là món ngon bồi bổ sức khỏe vào mùa đông. Một số nơi còn mở nhà hàng ẩm thực cá sấu đặc biệt và có nhiều cách chế biến các bộ phận khác nhau của cá sấu. Đầu cá sấu ngon nhất ăn kèm với sò điệp tứ xuyên, mõm cá sấu để nấu súp, đuôi cá sấu có thể hầm, hấp hoặc luộc, thậm chí có thể chiên giòn. Còn thịt cá sấu thì có nhiều cách chế biến hơn, bao gồm hấp, xào, luộc. Người sành ăn cho rằng thịt cá sấu có mùi thơm hoang dã của động vật trên cạn mà vẫn giữ được vị ngon của động vật dưới nước. Nhiều người Trung Quốc còn coi thịt cá sấu là báu vật trong các loại thực phẩm. Thịt cá sấu rất giàu dinh dưỡng, nó chứa lượng protein dồi dào, giàu axit amin và axit béo không bão hòa, các loại vitamin và các nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể con người. Nhưng chứa ít chất béo, cơ thể cá sấu chứa axit nucleic được tối ưu hóa giúp bổ sung năng lượng, tăng cường thể lực. Nó rất hữu ích trong việc chữa ho, hen suyễn, thấp khớp, thiếu máu và tiểu đường. Da cá sấu được coi là loại da thú đắt nhất thế giới, được dùng để sản xuất những món thời trang cao cấp có giá trị lên tới hàng nghìn đô la. Giá da cá sấu đã qua xử lý trên thị trường quốc tế là 2-8 USD 1 cm². Vì vậy, ngoài thu hoạch thịt, các trang trại còn cung cấp hàng nghìn tấm da cá sấu mỗi năm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, các bộ phận khác của cá sấu như đầu, bàn chân, răng, móng vuốt, cột sống cũng có thể được gia công thành các sản phẩm trang trí hay quà lưu niệm. Các bộ phận khác như túi mật và mỡ cá sấu có thể được làm thành thuốc hoặc chế biến. Như vậy, tất cả những bộ phận trên cơ thể cá sấu đều có vai trò sử dụng đối với con người. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những con hươu đen chưa? Chúng là động vật ăn cỏ và lá cây và là một trong những loài quan trọng trong động vật săn bắn của Bắc Mỹ. Hươu đuôi đen cũng là một phần của nhiều văn hóa và truyền thống của các bộ tộc bản địa ở khu vực này. Vậy sẽ ra sao nếu nuôi chúng trong trang trại? Hãy cùng chúng tôi theo dõi qua video sau đây nhé! Khám phá trang trại nuôi hươu đen duy nhất trên thế giới. Hươu đuôi đen có tai và gạc lớn với bộ lông thay đổi màu từ nâu đỏ vào mùa hè sang xám nâu vào mùa đông. Chúng nhỏ hơn và sẫm màu hơn hươu la và hươu đuôi trắng. Đúng như tên gọi của chúng, hươu đuôi đen có đuôi ngắn màu đen hoặc nâu sẫm với phần dưới màu trắng.
chuồng nuôi hươu đuôi đen cũng cần được thiết kế sao cho phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của chúng. Vì tập tính chạy nhảy của chúng, những trang trại lớn thường sẽ cung cấp một khoảng khu vực rất lớn để chăn nuôi chúng. Bên cạnh đó, hàng rào cũng sẽ được xây dựng chắc chắn để bảo vệ chúng khỏi những động vật hoang dã xung quanh, đặc biệt là chúng thường hay sống với những loài linh dương đen. Hươu đuôi đen giao phối từ tháng 11 đến tháng 12, con non đếm vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6, nặng từ 6 đến 8 pao. Những con non của chúng tạo thành các nhóm gia đình nhỏ do người mẹ lớn tuổi nhất lãnh đạo. Con được rời khỏi nhóm gia đình khi chúng trưởng thành, khoảng 18 tháng tuổi, và con cái sẽ trưởng thành về mặt tình dục khi được 2 tuổi. Hươu đuôi đen kiếm ăn dọc theo các cạnh của hàng cây, nơi chúng có thể biến mất vào rừng nếu bị đe dọa. Chúng là những động vật nhai lại, vì thế mà thức ăn chưa nhai kỹ sẽ được nuốt xuống, sau đó nôn ra và nhai lại. Vào mùa xuân, hươu thích sự phát triển của cây mới và cây thân thảo. Từ mùa hè đến mùa đông, chúng sẽ ăn nhiều loại cây khác nhau hoặc ăn những thức ăn trong trang trại. Hươu ăn càng nhiều thức ăn bổ dưỡng thì gà của nó càng tốt. Cũng giống như giống loài linh dương đen Blackbird, hươu đen thường đi lang thang trong đàn, theo gia đình với một con thống trị. Chúng là loài động vật đặc biệt nhanh và có thể chạy nhanh hơn hầu hết các loài săn mồi khác. Chúng phát triển nhanh hơn và càng ngày càng lớn hơn trong mỗi năm. Hươu đuôi đen là một loài động vật có nhiều giá trị và tác dụng đối với con người. Điển hình là họ thường sẽ sử dụng chúng để lấy thịt làm thức ăn cho gia đình và hoặc đem bán. Quy trình giết mổ, chế biến loại hươu này được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng tay. Thịt hươu vừa ngon vừa cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, từ các món ăn đơn giản, phổ biến cho tới những món ăn độc lạ nhất đều được chế biến với thịt hươu như bánh mì kẹp thịt, thịt khô, thịt hầm.
Nhìn chung, những trang trại nuôi hươu đen trên thế giới còn khá ít nhưng vẫn được những người yêu thích hươu tin tưởng và lựa chọn. Việc chăm sóc và sử dụng hươu đuôi đen cần được thực hiện một cách bền vững để đảm bảo sự tồn tại của loài động vật này và sự an toàn cho con người. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.